Đây là Medusa, em gái của Medusa. Sở hữu khả năng giống bà chị của mình, đó là bất kỳ nam nhân nào nhìn vào mắt của ả ta đều sẽ bị hóa đá. Tuy vậy, với thân hình bốc lửa của mình, thay vì nhìn vào mắt thì các nam nhân đều nhìn vào chỗ khác. Cho tới khi có một YouTuber xuất hiện và nói: "Chào mừng em đã quay trở lại với Rock API. Không quên là chúc chị em có một ngày 20 tháng 10 hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình cũng như là bạn bè." Mình là Bình Tĩnh. Hôm nay mình sẽ nói về những góc khuất khi một nữ game thủ chơi Royal Kingdom. Liệu có gì đáng sợ phía sau hay không? Không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Lưu ý, Bình Tĩnh tôi là một thằng được dựa, nên là mọi trải nghiệm trong video này mình chưa từng trải, và mình chỉ nói thay lời của content creator nhung nhí nhảnh trong team mình mà thôi nha. Trừ những cô nàng được gọi là già làng trong Royal Kingdom thì hầu như các anh em sẽ hướng dẫn bạn tận tình từ A đến Z các vấn đề trong game này, với điều kiện là bạn mang giới tính nữ. Từ build đội hình ra sao, lấy game mua VIP như thế nào, nâng cấp chỉ huy nào trước, chỉ huy nào sau, phải nói là sạch sẽ không sót cái nào. Các bạn có thể dễ dàng gặp cảnh như này: "Các anh ơi, con này bảo tài năng như nào nhỉ?" Nếu câu đó được viết trên kênh chat liên minh từ một thằng được dựa như mình thì khả năng cao là nhận được sự im lặng. Khá hơn tí thì có ông nào đó ném vào một câu là: "Google không tính phí nha em trai." Nhưng mọi thứ sẽ hoàn toàn khác nếu là: "Các anh ơi, em không biết nâng tài năng con này như nào, cứu bé với." Đó chẳng khác gì cấm thuật triệu hồi những con trời sim lỏ trong liên minh. Thậm chí những ông sim hướng nội cả năm chẳng nói năng gì cũng sẽ trồi lên và hỗ trợ bạn. Nếu avatar của các bạn nữ xinh xắn, 6 quả ảnh trong album dễ thương, đan xen vài cái sexy thì ôi thôi, chat liên minh sẽ là nơi so kè cao thấp của các con trời sim lỏ. Sim lỏ Tây Tàu cũng chơi luôn, quyết chứng minh là mình đúng và sim kia sai để lọt vào mắt xanh của nàng. Thực ra thì có lẽ anh em cũng tâm lý, cũng biết là con gái thường bỏ ít thời gian hơn để chơi Royal Kingdom. Họ có 1.000 cộng thứ xoay quanh, nên việc trượng phu hướng dẫn hay là đưa cho con gái một số tip trick để phát triển tài khoản nhanh hơn và mạnh hơn cũng là một chuyện bình thường. Nếu có thể giúp thì tại sao lại không anh em nhỉ? Là mình cũng giúp. Như mình đã nói, nếu bạn là già làng thì không cần sự trợ giúp. Tuy nhiên, với một nữ game thủ kinh nghiệm đầy mình cũng như là money đầy túi thì bạn cũng sẽ được nâng như trứng và hứng như hoa trong Royal Kingdom. Một nữ giống như một màu sắc khác, vừa mới lạ vừa độc đáo. Nếu bạn đóng góp nhiều cho vương quốc, từ hạng 1 MGE, Dương Vương Quốc hay là các phần thưởng khác đều sẽ được vua gửi thẳng đến thành phố của bạn. Trên thực tế, bạn nữ đó và một người chơi nam khác có cùng KPI hoặc có mức đóng góp tương đương bằng nhau thì dù như nào chăng nữa con gái cũng sẽ được ưu tiên hơn một chút. Chẳng vì lý do gì cụ thể, hầu hết các vua đều thích các bốt nữ. Vua nữ thích bốt nữ mà vua nam cũng thích bốt nữ, mình cũng thích bốt nữ. Giống như kiểu Kinh Dung luôn ưu tiên các bốt nữ hơn. Chứ làm gì có chuyện nam nữ quan trọng đéo gì, miễn sướng là được. Có phân biệt cả đấy em ạ. Ngay cái câu tiêu đề của danh hiệu này cũng nói: "Bạn đã tiếp quản thế giới, tôi sẽ luôn xinh đẹp." Vì vậy mà đưa một con gái thánh nữ là vô cùng hợp lý. Việc có thêm một R4 nữ cũng có phần nào giúp cho liên minh của bạn mới mẻ hơn, vui vẻ hơn và có nhiều góc nhìn khác nhau. Chứ 8R4 là 8 thằng được dựa thì nói thật là khô khan vô cùng. Chưa kể là các ông lại bận đủ các thứ trên đời, nên là chả mấy khi online. Ngoài ra nếu bạn là nữ mà lại còn chăm chỉ thì 99% R5 sẽ phong bạn làm thánh nữ của liên minh. Tùy thuộc vào mức độ đóng góp của bạn và hơn thế nữa đó là danh hiệu cao quý nữ hoàng. Hay cùng một lúc là cả hai với 25% tốc độ thu gom. Từ đó mà tài khoản giống như là nhà kho tài nguyên, farm game thì cứ phải gọi là nhanh vùn vụt. Giai đoạn 4 và giai đoạn 5 của MGE, bạn cần giao chiến để đạt được mốc phần thưởng. Nếu may mắn xin được slot on top thì cũng cần đánh nhau tay đôi để đạt được điểm cao hơn, mà không cần chi tiêu nhiều tài nguyên trong giai đoạn 1 của sự kiện MGE. Con gái sẽ chẳng muốn tài nguyên là bao khi nhận được sự hỗ trợ tận răng từ các nam game thủ trong liên minh. Chứ con trai mà mở lời xin giao lưu võ thuật mà đòi được nhường nhịn thì cũng hơi khó. Cũng giống như các sự kiện Karuak level 50 cũng khó nhằn trong giai đoạn đầu của trò chơi. Con gái cần nhờ trợ giúp mở rally, tiết kiệm điểm hành động thì anh em xúm vào mở rally vội. Còn anh em nào mà muốn chứng tỏ mình là một đấng nam nhi thì cứ mở rally rồi swarm cho tới khi thành công là được. Kể đến là KVK, khi trên đồng một em mà 4 đến 5 anh xung quanh thì giao tranh chỉ có 1 đổi 4, 1 đổi 5 thôi. Được gánh trong giao tranh ít khi lỗ lã gì cả. Đã vậy là còn tiết kiệm được một mớ tài nguyên tăng tốc. Đánh nhau các thứ thì chỉ cần đứng sau các anh để xả skill thôi. Vào được map cường cung kình nộ thì cứ như là thiên đường kill point. Điều khiển loại quân công trình mà trước mặt đã có tường thành vô cùng vững chắc. Nói chung thì là con gái thật tuyệt. Thật sự thì một trong những thứ quan trọng nhất của trò chơi này đó là tài nguyên.
từ nâng cấp công trình, nghiên cứu, huấn luyện quân đội hay là chữa lành đều cần tài nguyên hết. Có thể nói nó là một trong những cốt lõi của trò chơi này rồi. Vậy mới thấy Lilith có 7 ngày cấp thực phẩm gỗ đá vàng hay là gói tài nguyên đặc biệt. Mình nghĩ cái này là lợi ích lớn nhất cho việc mà bạn là con gái. Mình không nạp thì mình xin, hoặc thậm chí là con gái thì chưa cần mở miệng đâu, đã có lừa chở tài nguyên đến tận thành phố rồi. Mấy ông mà di cư thì cũng gửi tất tần tật tài nguyên cho các cô gái mà các ông yêu mến. Mình còn chưa nói đến mấy ông nghiện game, nghiện cày tài nguyên, nghiện cày farm thì chỉ cần em muốn là sẽ có luôn vào ngay. Nói chung thì mấy sim lỏ kiểu này thì các bạn có mà xin tấm thân của ông thì các ông cũng cho nuốt. Từ đó mà con gái chơi game này cũng nhẹ nhàng hơn, ít tốn thời gian vào việc cày tài khoản nông trại hơn hay là bỏ tiền ra để mua tài nguyên. Nói chung thì là con gái cũng sướng thật. Tuy nói là bất kỳ ai cũng có thể kết bạn trong Rive Kingdom, tuy nhiên con gái thường ít xuất hiện hơn nên là các anh em gần thành phố cũng sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến họ. Câu chuyện kết bạn thường bắt đầu vào một ngày đẹp trời hoặc là không đẹp cho lắm. Chàng đang kéo ma dợ với tâm bất dính giữa của đời vạn thính thì nàng bỗng anh ơi thì cũng trả lời ngay, trả lời vội. Việc chị em có nhiều bạn, đặc biệt nếu thân thiết với nhiều R4 trong game thì sẽ giúp họ dễ dàng ra vào cửa, không chừng lại được nằm ngay ngắn ở trong danh sách duyệt tự động bên cạnh các boss siêu to khổng lồ của vương quốc chứ. Thực tế thì nếu bạn không phải là boss hoặc là người chơi có mức hoạt động tốt thì khó lòng mà thân thiết được với R4, vì dàn lãnh đạo cũng có hàng trăm con người nhắn tin mỗi ngày. Tuy nhiên con gái chơi game thì dễ dàng hơn một chút trong phần kết bạn, phần vì hàng hiếm cần bảo tồn, phần vì con gái còn là Black Magic tạo ra không khí mới mẻ cho Liên Minh. Việc nói chuyện với một cô gái lúc nào cũng hấp dẫn hơn mấy thằng được dựa nói chuyện với nhau. Cho nên đó cũng là một lý do mà nữ giới thì sẽ dễ kết bạn hơn. Giao lưu bạn bè nhiều đồng nghĩa với chị em phụ nữ sẽ dễ nhờ vả xin xỏ phần thưởng. Từ đền hay bệ thờ, khả năng làm kiền kiền thành công cũng cao hơn một chút. Hít quà từ các liên minh chính sang liên minh farm phải nói là bao la luôn. Mình còn biết nhiều bạn nữ cầm chùm các nhóm chat cơ, đỉnh thật sự luôn. Hiếm khi chúng ta thấy một thành phố của một nữ game thủ nằm trơ trọi trên đồng một mình. Dĩ nhiên là nếu mà cô ấy không biết dịch chuyển vào zone 3 thì đúng là trơ trọi thật. Tuy nhiên thì thông thường các anh sẽ có xu hướng là xoay quanh các nàng. Cứ nhìn thấy một thành phố của các bạn gái ở kế bên thì y rằng là 5-6 thành phố của các anh bốt T5. Nói thế thì đố ai động chạm vào được. Thành thật đi anh em, rõ ràng là các ông thích nằm kế bên thành phố của các cô nàng thay vì một bốt là 10 tỷ điểm tiêu diệt đúng không? Tức mạnh yếu mà bị bắt nạt, bị đấm trong hoàng hôn ở núi, đấm tài khoản nông trại thì chỉ cần kể khổ là sẽ có vài Avenger sẵn sàng truy cùng diệt tận, lục tung cả vương quốc để quyết trả lại công bằng cho người đẹp. Ông bà ta đã có câu ở thương hoa tiếc ngọc, hay là đừng đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cánh hoa. Dù chỉ có 1% nhỏ, các ông khó mà mang Attila đến gõ cửa các nhà nàng. Xui rủi cho mấy ông ở Zero nhà mấy bạn nữ thì về đến thành phố thì các thành phố của ông đấy cũng đã bốc khoái, và xung quanh là vài anh T5 cao to đen hôi đứng đấm túi bụi rồi. Ngoài ra kết bạn từ Rive Kingdom qua các ứng dụng mạng xã hội khác cũng là chuyện bình thường ở trò chơi này. Anh em Việt Nam thì dùng Zalo, còn anh em Tây thì dùng Discord. Vậy nên nói việc kết nối để nhắc nhở các lịch trình trong Rive Kingdom cũng không quá khó khăn với các anh em. Từ đó thì các chị em cũng có thêm vài cái đồng hồ chạy bằng cơm thông báo tất tần tật về các lịch của trò chơi như là đánh bốt Karuak, con đường tơ lụa, vân vân. Trong vương quốc đã mất thì mấy cái đồng hồ này sẽ tiếp tục báo cho bạn là đi hit bệ thờ, hit di tích cổ, và chỗ nào có gia tranh dễ kiếm Q-point thì các anh cố mang bạn đến cho được. Ngay cả khi chị em có xui xẻo mà apply chuẩn bị ăn zero thì các anh cũng sẽ réo tên để bật khiên. Nói đến đây thì anh em hiểu tại sao nhiều người lại muốn giả gái rồi đúng không? Nếu mà anh em quan tâm đến giáo án đím thúi này thì hãy cho mình biết ở dưới phần comment. Chúng mình sẽ thâm nhập vào động giả gái và bóc trần giáo án này một cách hài hước nhất. Mình hy vọng là video này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về các chị em trong Rive Kingdom, cũng như là sẵn sàng hỗ trợ các chị em 24/7. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều content hay ho và chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.